Shop Kính Nhật Qua Giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H có số đứng kề, số phía sau là giá của sản phẩm. Xin lưu ý giá chưa bao gồm phí ship. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979 637 554. Quý khách có thể gọi bằng số Zalo hoặc là số di động, nhắn tin hay là gọi trực tiếp. Shop sẽ up video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái hộp sứ. Một cái hộp sứ này nó thuộc cái dạng giống như sứ xương của châu Âu vậy đó các anh chị. Nó đến từ một cái thương hiệu Roser, thương hiệu hoa hồng. Trên thân nó vẽ hoa hồng và đặc biệt là trên cái nắp á, nó tạo hình một cái đó hoa hồng vừa hé nụ nhìn rất là đẹp. Cái đó hoa này nè, nó được chế tác thủ công cực kỳ tinh xảo và công phu. Cái màu nó rất là đẹp, được viền vàng, chế tác rất là độc đáo. Đáy nó có ấn truyện hình hoa hồng. Này, tính riêng cái phần nắp là nó cao 2.5, tính luôn đó qua là nó cao 3.5, nó dài 10.5, rộng 4, mã sản phẩm là H1, giá 130k. Tiếp theo là một sản phẩm rất là đặc biệt, đây là một cái bình gốm Sino, xin lỗi, bình gốm Bizen. Nó thuộc cái dòng Bizen rất là độc đáo. Thường thì rất nhiều anh chị chơi hoặc là ngay cả những cái người bán đó thì thoạt nhìn vào á thì thấy cái bình này nó giống như cái bình đất nung, nhưng thật ra cái bình này nó thuộc cái dòng Bizen và nó thuộc cái dòng Bizen cổ. Cái bình này nó bé xíu à, nó nhỏ, bình này nhỏ nhưng mà nó tạo hình rất là độc đáo, hình vuông và nó chế tác cực kỳ công phu. Cái dòng này là do một cái nghệ nhân rất là xuất sắc nè chế tác. Đặc trưng của cái bình này là trên thân nó đó, cái màu đất nó giống như khá giống với đất nung, và trên thân nó có những cái vết rong biển. Khi mà nghệ nhân họ nung gốm đó, họ quấn những cái vết rong biển, cái sợi rong biển, cho nên khi nung gốm đó nó tạo nên những cái vệt rất là đẹp. Và trên thân những cái bình của cái dòng này nè, lúc nào nó cũng có cái ký tự của nghệ nhân như thế này. Chúng ta thấy cổ bình nó tạo hình những cái giọt nước rất là đẹp. Bình này nó thuộc cái dòng bình cổ. Trên cái vành ngoài của miệng nè, nó có cái vết mẻ như thế này. Bên trong thì nó cũng có cái vết mẻ như thế này. Nhưng với những cái sản phẩm mà xưa đó thì những cái vết mẻ như này nó không có đáng ngại, về tổng quan thì nó vẫn còn rất là đẹp, nó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Do kê cận cảnh đó thì chúng ta mới thấy vậy, nhưng mà thực tế đó thì ở ngoài sẽ nhìn không có thấy, rất là khó thấy. Đây là một cái sản phẩm rất là độc đáo, rất hiếm gặp cái dạng này ở cái dòng Bizen. Bình này nó cao 9.5, gần 10, hơn 9.5 tí, đường kính miệng 2. Dòng thân nó là 14, mã sản phẩm là H2, giá 350k. Bình này nó nhỏ cho nên các anh chị trưng bày trong những cái tủ hay những cái kệ nhỏ nó rất là hợp. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm rất là đẹp, một cái cốc chất liệu gốm tạo hình nhìn rất là ấn tượng, đặc biệt là cái quai đó nó tạo hình khá là lạ, tạo nên cái điểm nhấn rất là độc đáo. Đây chúng ta thấy cái quai nè, được chế tác rất là độc đáo. Bên trong nó vẽ hình một con chim bồ câu ngậm cái cành ô liu, thể hiện cho cái sự hòa bình.
bên ngoài nó phủ cái men kiểu lông thỏ đó, nhìn rất là độc đáo. Cái màu men này khá là hiếm gặp nè, màu và cái kiểu men này nè rất là tinh tế. Và chúng ta thấy cái quai này được chế tác rất là độc đáo, cái quai tạo hình rất là độc đáo. Cái ly này chúng ta trưng bày hay là chúng ta sử dụng hàng ngày đều rất là độc. Ở bên dưới là cái men xanh coban nó ánh tím, ở trên là cái màu men nó giống như nó kết tủa vậy đó, kết tủa trổ đồng vậy đó, nhìn rất là hay. Đáy có ấn truyện, lồng nó vẽ một cánh chim bồ câu ngậm cái cành ô liu. Bên dưới là hai chiếc lá hình trái tim. Đây là những cái sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công và hầu như là những cái sản phẩm là độc bản. Này cao 7, đường kính miệng 7.5, mã sản phẩm là H3, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tống trà, một cái tống trà dáng lạ, tạo hình xù xì nhìn rất là ngẫu hứng. Và đặc biệt nè, cái tống này nè, cái chất liệu nó đó nó giống như là không hẳn là sứ mà cũng không hẳn là gốm, nó nghiêng về sứ nhiều hơn, giống như cái cốt nó kiểu là bán sứ đó. Và cái cốt nó rất là cứng, đặc biệt là cái cốt nó cứng và nó khác sứ, nó đục và nó tạo hình xù xì nhìn rất là độc đáo. Nó cũng không hẳn là men ngọc và nó cũng không hẳn là bạch định, nó nằm giữa men ngọc và bạch định đó. Và nó được chế tác hoàn toàn thủ công, xù xì nhìn rất là hay. Ta thấy cái quai này nó chế tác hoàn toàn thủ công. Ấn truyện thì nó được đắp nổi trên một cái vòng tròn đây như thế này, nhìn rất là độc đáo, chế tác hoàn toàn thủ công, khá hiếm gặp cái dòng này. Cái dòng này rất là hiếm gặp. Dòng này chúng ta sử dụng với cái những cái ấm trà men ngọc hay là những cái ấm trà bạch định đều đều rất là hợp. Cao 7.5, đường kính 6, mã sản phẩm là H4, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm là khá là rất là độc đáo. Những cái này gọi là những cái tấm hay là những cái dĩa lót, hoặc là những cái dĩa hình tròn như thế này nè. Chất liệu của nó là mã não, đá mã não. Chúng ta thấy cái màu rất là đẹp nè, do ở đây nó bị cái màu đen nó thiếu sáng. Chúng ta thấy nè, đưa lên sáng hay đưa lên đèn đó thì cái màu nó rất là đẹp. Đây là cái màu mã não tự nhiên nha các anh chị, rất là đẹp. Tôi thấy cái màu sắc nè, giống như cái văn của nó vậy đó, rất là đẹp. Và từ một cái thỏi đá lớn mà để cắt ra mà làm bóng rồi như thế này đó thì nó đòi hỏi rất là nhiều công phu. Cái này là cái vân tự nhiên nó luôn, chúng ta đưa ra sáng đó, nó trong nó đẹp lắm. Cái này chúng ta treo trang trí hay là chúng ta dùng để kê cái ấm trà đều rất là đẹp. Đây cái màu tự nhiên của nó nè, đó này nó giống như những cái áng mây vậy đó. Ở đây là cái vết tự nhiên của nó nha. Đường kính 9.5, mã sản phẩm là H5, giá 250k trên cái.
Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ chén trà, một cái bộ chén trà ngũ sắc. Cái này nó thuộc cái dòng ngũ sắc của Arita. Cái kiểu ngũ sắc này thì chúng ta hiếm gặp hơn cái kiểu ngũ sắc mà màu đỏ hay là màu 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 xanh màu vàng đó. Này nó cũng thuộc dòng ngũ sắc, nó vẽ hoa trà và chim, họa tiết được vẽ rất là tinh xảo. Bên dưới là nó vẽ hoa văn đồng tiền, họa tiết nó được vẽ toàn thân rất là tinh xảo và công phu. Cái cốt sứ của dòng này thì nó rất là đẹp, men bóng trắng rất là đẹp. Đấy, nó có ấn triện vàng rất là đẹp. Đây là cái dòng Arita. Trong Arita thì nó rất nhiều cái phân nhánh nhỏ, khoảng vài chục cái phân nhánh nhỏ đó, Arita đó, nó rất là đa dạng. Cái chén này á, thì so với cái trà của Việt chúng ta đó thì nó hơi to, nhưng mà cái chén này nè dùng để ăn chè đó, ở miền Nam gọi là chúng ta nấu chè đó, chè đậu rồi đó, thì nó rất là hợp. Cái chén này nó cao 6, đường kính 8.5, mã sản phẩm là H6, giá 450k trên bộ 5 chén, tính ra một chén là khoảng 90k. 90k sản phẩm tiếp theo đó là một cái tô sứ Arita rất là đẹp. Tô này dáng hay, lồng nó vẽ cây tùng và hoa trà, họa tiết nó được vẽ tay bằng men nổi cực kỳ tinh xảo và công phu. Họa tiết này nó được vẽ bằng men nổi các anh chị, cái men cái lá chúng ta thấy cái tán tùng đó như cái đó hoa trà nó nổi lên trên và nó được vẽ thủ công rất là đẹp. Bên ngoài là nó vẽ cái này là cái lá của tùng, cái lá của cây tùng á, và chúng ta thấy là đáy nó có cái ấn triện triện ký tay của nghệ nhân. Cái tô này cái cốt nó rất là đẹp, cốt sứ cũng như là cái nước men rất đẹp, men bóng cốt sứ tốt, tiếng gõ đanh như kim loại vậy đó chị. Tô này cao 7, đường kính 21, mã sản phẩm là H7, giá 250k. Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là dễ thương, một cái bức phù điêu một cái bức phù điêu dùng để trang trí, nó tạo hình kỳ lân, nó gồm hai cái mặt, một cái kỳ lân to ở dưới và một cái kỳ lân nhỏ ở bên trên, nhìn rất là dễ thương, nó tạo hình nhìn rất là vui vẻ. Những cái phù điêu này nè chúng ta decor đó rất là đẹp, chúng ta treo decor đó nhìn rất là dễ thương. Nó là một ấn vật phong thủy nhưng mà nó lại mang cái phong cách rất là dễ thương, do đó chúng ta trưng bày hay là chúng ta decor nó đều rất là đẹp. Chất liệu của nó là composite rất là nặng, dày nặng chắc chắn, nó rất là khó vỡ. Này nó cao 3.5, này nó hình vuông, nó rộng 9, mã sản phẩm là H8, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa gốm Oribe xưa. Oribe là một cái dòng gốm cổ của Nhật, với cái đặc trưng của nó đó là cái men trắng kết hợp với men màu xanh đồng, màu xanh này nó gọi là màu xanh đồng. Cái dĩa này là cái dĩa dĩa xưa, dĩa này sâu tuổi nha các anh chị, nó tạo hình một cái quả bầu và bên trong nè nó vẽ hình chiếc lá, nhưng mà cái họa tiết đó nó được đắp nổi, nó được chạm nổi rất là tinh xảo và công phu. Đây chúng ta thấy nè rất là đẹp. Dĩa này chúng ta mà làm cái kệ chúng ta trưng bày như thế này nè rất là đẹp, với cái chiếc lá lá nổi bên trong,
cái sợi dây nè nó nổi lên. Cái dĩa này chúng ta thấy cái cốt nó nè rất là sâu tuổi, nó thuộc cái sản phẩm cổ xưa, và đây là những cái sản phẩm nó chế tác hoàn toàn thủ công, bên ngoài nó có cái ký tự của nghệ nhân. Chúng ta thấy cái sản phẩm này nó sâu tuổi, cái cốt nó ngoài đó thực tế đó, do ở đây đèn nó cho nó đây ở góc độ này chúng ta nhìn nhận nó thì nó sẽ rõ hơn. Và cái dòng Oripa mà cái men rạng nhỏ như thế này nè nó sẽ đẹp hơn, ta thấy màu men rất là đẹp. Dĩa này nó cao 3, dài 15 năm, rộng 11 năm, mã sản phẩm là H9, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ ly, một cái bộ ly gốm. Cái ly này kích thước nó nhỏ, kích thước nó rất hợp với cái trà Việt của chúng ta, dùng nó để uống trà đó thì rất là hợp. Cái ly này dáng hay với cái đáy nhỏ, chân khá là cao và miệng le, đặc biệt là nó phủ men chải kiểu lông thỏ, nhìn rất là độc đáo, hay gọi là thiên mục lông thỏ đó, chúng ta thấy nè, kiểu men nhìn rất là ấn tượng. Men nó chảy bên ngoài và trong lòng nhìn rất là hay, đáy nó có ấn kiện rất là rõ ràng. Đây là cái sản phẩm được chế tác thủ công rất là tinh xảo và công phu, chúng ta thấy cái đáy cái chuyện này rất là rõ ràng, cái màu men rất là đẹp, đặc biệt là trong lòng này, những cái chén như thế này mà chúng ta rót trà đó thì chúng ta nhìn vào lòng nó rất là đẹp. Cốt dày rất là nặng, men cực chất, chúng ta thấy kiểu men rất là đẹp, có chỗ nó như chỗ đồng vậy đó, ở đây nè giống như một cái đóa hoa vậy đó. Cái men này nè, cái kiểu này mà cái kiểu men chảy này nè, chúng ta rót vào giống như một cái đóa hoa nó nở trong nước vậy đó. Nhìn rất là hay. Ly này cao 5, đường kính 5.5, mã sản phẩm là H10, giá 120k trên bộ 3 cái. Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là độc đáo, một cái bộ cốc. Một cái bộ cốc, bộ cốc này chúng ta dùng uống trà cũng được, hay là chúng ta uống cà phê nóng buổi sáng hoặc là cà phê sữa nóng đó thì cũng rất là hợp. Đặc biệt là cái bộ cốc này nó tạo hình cực kỳ ấn tượng, nhìn rất là độc đáo, nó tạo hình rất là độc đáo. Cái cốc này chúng ta có thể là kết hợp với cái dĩa lót bằng gốm hay là cái dĩa lót bằng gỗ đều rất là hợp. Nó nhìn đây rất là đẹp nè, cái bộ này chúng ta trưng bày hay là chúng ta sử dụng nó đều rất là độc, theo cái phong cách độc dị, mang cái tính thẩm mỹ rất là cao. Đây là những cái sản phẩm được chế tác thủ công cực kỳ tinh xảo, cốt dày nặng, men cực chắc. Chúng ta thấy cái quai nè, cái tay cầm nè được tạo hình nhìn rất là ấn tượng. Cốt dày rất là nặng. Rất là đẹp. Nhìn cực kỳ duyên dáng. Cốc này nó cao 5. Tổng chiều dài của cái cốc này nó là 10.5. Rộng là 8, mã sản phẩm là H11, giá 60k trên cái, bộ này có 5 cái.
Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ ly sứ xưa. Bộ ly này bé xíu à, những cái ly này bé xíu, có vẻ chủ đề là quy hạt. Ở đây nó có hai cái giống nhau và một cái thì nè, họa tiết nó khác. Hai cái trên này thì nó chúng ta thấy là con hạt, nó có toàn bộ con hạt nó vẽ vàng hết, và ở trong nó có bài thơ. Ly này thì con hạt nó vẽ màu đen. Đây là những cái sản phẩm xưa, cốt nó rất là tốt và nó có tuổi rồi, cái tuổi nó cốt sứ rất là đẹp. Cái cặp ly giống nhau này nè, là nó có một nó có rạn vành, nó có vết rạn nhẹ. Đây, kê sát lại mới thấy. Shop kiểm tra luôn. Đây, cái này nó cũng có vết rạn. Hai cái ly giống nhau là vành nó có vết rạn, nhưng mà chúng ta trưng bày thì nó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng gì cả, ngay cả chúng ta sử dụng vẫn được. Ly này cao 3, đường kính 6.5, mã sản phẩm là H12, giá 60k trên cái. Gồm hai cái giống nhau và một cái nó hơi khác tí. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bộ cốc gốm rất là đẹp. Cái một cốc này á thì so với uống trà của người Việt chúng ta thì nó to lắm. Cái cốc này nó phù hợp để chúng ta uống cà phê nóng hay là cà phê sữa nóng, hoặc là chúng ta uống một cái cốc trà to đó thì nó sẽ hợp hơn. Cái dáng rất là hay, trên cái cốt của nó đó nó có pha những cái hạt cát cho nên nó tạo lên cái vẻ xù xì. Sau đó thì nó được phủ một cái lớp men kiểu lông thỏ, hay gọi là thiên mục lông thỏ đó. Ở đây chúng ta thấy nè, kiểu men này nó gọi là kiểu men lông thỏ, mà chúng ta hay gọi là thiên mục lông thỏ. Đây là những cái sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công, ta thấy cái quai nè cực kỳ tinh xảo và công phu, đáy nó có cái truyện ký của nghệ nhân. Cốt dày rất là nặng, men cực chất, kiểu men rất là đẹp, màu men cực kỳ tinh tế. Và đặc biệt các cái cốc gốm này nè, chúng ta uống cà phê hay là cà phê sữa nóng đó thì nó giữ ấm rất là tốt do cái cốt nó rất là dày. Ly này cao 6, cốc này cao 6, đường kính 8, mã sản phẩm là H13, giá 60k trên cái. Bộ này có 3 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái bình hoa gốm. Cái bình này thì các anh chị chơi gốm sứ hay gọi là cái dáng hút lọc, do cái bụng nó to tròn, cái miệng nó rất là nhỏ, nhìn rất là độc đáo. Và đặc biệt những cái sản phẩm nhỏ này nè ở Nhật á, thì nó được chế tác cực kỳ tinh xảo và nó được chế tác hoàn toàn thủ công, nó đòi hỏi là cái nghệ nhân phải có cái tay nghề cũng như cái kinh nghiệm rất là cao. Nửa phân dưới này nè nó không phủ men, nó là cốt gốm xù xì. Nửa thân trên này nó phủ men cực kỳ tinh tế, và cái cốt gốm của nó đó nó có pha lẫn những cái hạt cát và sỏi nhỏ, nó tạo lên cái vẻ xù xì rất là độc đáo. Đấy, có ấn tượng chuyện ký tay của nghệ nhân đó. Đây, thấy những cái sản phẩm này là những cái sản phẩm cực kỳ tinh xảo, nó đòi hỏi cái tính thẩm mỹ cũng như là cái tay nghề khá cao. Càng nhỏ và càng to là những sản phẩm rất là khó làm. Cái vành miệng đó nó bị mẻ rất là nhỏ, rất là khó thấy, cho nên nó trưng bày thì nó không ảnh hưởng gì cả. Cái này thì cái vành ở trong nó mẻ tí à, nó nhâm nhẹ, rất là đẹp. Những cái bình này nè chúng ta để trong những cái tủ nhỏ đó hay những cái kệ nhỏ đó rất là dễ thương. Bình này nó cao 6, đường kính miệng 1.5. Dòng thân là 20.5.
Mã sản phẩm là H14, giá 120k trên cái. Bộ này có hai cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly Imari hay là Arita xưa. Với cái hoa văn và cái họa tiết này thì nó đặc trưng cho cái dòng được sản xuất vào cái thời Meiji, tức là Minh Trị đó, vào khoảng từ năm 1868 đến năm 1903. Đặc biệt là cái họa tiết này nè, nó được vẽ hoàn toàn thủ công. Với trong lòng nó đó, nó được vành trên nó vẽ bằng men lam và những cái vết ô xích sắt trong cái khoáng đó, nó tạo lên những cái nốt ruồi. Chúng ta hay gọi là những cái nốt ruồi đó là do cái vết ô xích sắt nó tạo nên. Ly này nó vẽ cảnh sơn thủy rất là đẹp. Họa tiết nó được vẽ thủ công. Với những cái chúng ta thấy những cái vệt nước này nè là được vẽ bằng vàng thật. Ta thấy cái màu vàng đưa ra sáng đó, nó rực rỡ. Vẽ rất là tinh xảo. Vành nó có cái vết mẻ như thế này. Cốt này nó chuẩn cổ. Men rất là đẹp. Ly này cao 6. Đường kính 5.5, mã sản phẩm là H15, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly gốm. Cái dáng cao thanh, nó vẽ cái chủ đề về cái xứ sở Ả Rập với những cái hình tượng đặc trưng là những cái con ngựa và cái thuyền của Ả Rập đó. Đây là một trong những cái dòng là rất là đặc biệt nè, rất là đặc trưng luôn và nó khá là hiếm. Đặc biệt là cái họa tiết này nè, nó được vẽ nổi trên cái nền men nhám màu đen, nhìn rất là ấn tượng, nó tạo nên cái sự tương phản rất là độc đáo. Đây là một cái dòng là khá là đặc biệt của Nhật, rất được các anh chị và sưu tầm gốm sứ thích, và cái dòng này thì nó rất là hiếm sản phẩm. Đáy nó có triện ký tay, sau đó nó được phủ lên lớp men. Chuyện này nó được ký tay và nó phủ lớp men bóng lên trên. Dòng này bên ngoài nó đẹp hơn trên video. Ly này cao 8.5, đường kính 5.5, mã sản phẩm là H16, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái đỉnh đốt trầm. Cái dáng rất là độc đáo, dáng vuông, nó phủ men màu xanh đồng. Bên ngoài nó khắc những cái họa tiết truyền thống, những cái họa tiết nhìn rất là ấn tượng. Ở đây chúng ta thấy trên cái miệng đó nè, tạo hình nhìn rất là độc đáo. Nó được chạm những cái lỗ để cái hương trầm nó bay lên, và chỗ cái miệng này nó rộng để chúng ta gấp trầm khi chúng ta đốt xong đó, những cái đỉnh trầm mà hình tháp chúng ta bỏ vào đó. Cái màu men rất là đẹp, chúng ta thấy những cái họa tiết này nó được chạm hoàn toàn thủ công. Và cái bản thân cái đỉnh này nè, nó cũng được chế tác hoàn toàn thủ công, chúng ta thấy cái vết men chảy nè, rất là độc đáo. Đỉnh này thì ở chỗ này nó có cái vết mẻ như thế này, nhưng mà chúng ta thấy về cái mặt thẩm mỹ hay là cái chức năng đó, thì nó không bị ảnh hưởng gì cả. Do đây chúng ta trưng bày hoặc chúng để bàn trà đó thì chúng ta để chỉ có một mặt hoặc là ba mặt thôi. Cốt dày rất là nặng. Chậu này cao 6.5, nó hình vuông, nó rộng 8. Mã sản phẩm là H17, giá 120k. Cái đỉnh này chúng ta để trên bàn trà nó rất là hợp, nó vừa, nó cỡ cái ấm trà vậy đó, cỡ ấm trà khoảng 200 ml. Sản phẩm tiếp theo
đó là một cái tống trà, một cái tống trà nó thuộc cái dòng gốm Hagi. Đây là một trong những cái dòng chuẩn mực trong trà đạo của Nhật. Nói đến thưởng trà thì Hagi là một trong những cái dòng gốm rất là chuẩn mực để thưởng trà của Nhật. Cái đặc biệt là cái tống này, cái dáng nó rất là hay, và cái màu men đó, cái kiểu men của nó đó, cái vết này là cái màu men chứ không phải là cái vết thâm như các anh chị. Cái tống này là cái tống mới, nhưng mà cái kiểu men của nó đó, nó làm như cái tống này là nó giống như nó bị tác động rất là lâu của thời gian, nhưng thật ra cái tống này không phải là tống xưa, tống này là tống mới để sử dụng được. Tôi thấy nè, cái kiểu men rất là độc đáo. Những cái anh chị mà chơi trà đó thì không thể nào thiếu tống, tại vì khi mà nước chúng ta pha trong trong ấm đó, pha trà trong ấm rồi phải đổ ra tống, rồi từ tống mới đưa ra những cái chén trà, để không có ngâm trà trong nước nóng nó sẽ bị cháy trà. Đây là cái sản phẩm được chế tác thủ công nè, đáy nó có chuyện ký tay của nghệ nhân, cốt dày nặng, men cực chất, rất là đẹp. Cái tống này nó cao 5, dài 12 năm, rộng 11, mã sản phẩm là H18, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tô men lam xưa, nó vẽ sơn thủy, màu men lam rất là đẹp. Cái tô này thì cái cốt nó chuẩn xưa, dòng này thì cốt nó rất là chắc. Cái này chỗ này là cái vết rạn của cái men ngoài á chị, chứ ở bên trong này nè nó cũng có vết rạn khác, tức là nó rạn cái lớp men bóng. Đây chúng ta thấy cái chuyện đó nè, và cái trôn nó sâu tuổi nè, ở cái vành trôn nó mẻ ở phía trong chút. Ở góc độ này thì chúng ta sẽ không thấy. Này cái dĩa sao lòng hay cái tô cũng được, cao 4.5, đường kính 14 năm, nó rất là đẹp, màu men rất là đẹp. Mã sản phẩm là H19, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cái tượng, cái này cũng không hẳn là cái tượng, nó giống như là một cái hộp vậy đó, nó tạo hình thành một cái tượng, một cái con trâu con với cái bụng căng tròn nhìn rất là hay. Ở đây phía trên này nó có cái nắp, và ở cái chỗ cái miệng này nè nó có một cái lỗ nhỏ. Cái này thì nó khá giống giống như cái bình đựng nước dùng trong thư pháp, tức là khi mà người ta mài mực đó, người ta sẽ đổ nước vào trong cái nghiên để người ta mài mực. Thì cái có thể là cái bình nó cái bình này cái chức năng nó là như thế, cũng như là cái bình giọt nước, và nó được chế tác thủ công rất là tinh xảo, tạo hình một cái con trâu con. Chúng ta thấy giống như cái nắp này nè, là nó có một đầu lớn một đầu nhỏ, dù chúng ta đảo cái nắp lại chúng ta đậy nó sẽ không sát, nhưng mà nếu như chúng ta quay ngược nó lại thì chúng ta đậy nó mới sát. Nó được chế tác thủ công rất là đẹp. Cái này lúc trước nó có cái hộp rất là trang trọng, mà sao shop để sao mà nó lạc mất cái hộp, tức là cái bình này thì nó cũng có cái hộp rất là trang trọng, mà sau này không biết sắp để đâu rồi, mất cái hộp luôn. Mình thì nó cao 6, dài 10, rộng 5.5, dòng thân của nó là 15 năm. Mã sản phẩm là H20, giá 200k.
Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tượng gốm. Cái tượng này nó thuộc cái dòng gốm xưa, nó giống như là đất nung vậy đó, nhưng mà cái kiểu như là đất sét vậy đó các anh chị, nó không không có xử lý thuần như đất nung, nhưng mà nó không phải là cái kiểu mà gốm có pha tạp chất, tức là cái dòng này cái đất sét nó không có được xử lý như đất nung thôi, nhưng mà nó là đất sét thuần. Và đặc biệt là nó không phủ men, cái dòng này là cái dòng gốm xưa, nó không có phủ men và nó được chế tác hoàn toàn thủ công, rất là độc đáo. Nó mang cái vẻ mộc mạc của đất. Và có thể cái dòng này là nó sẽ không nung luôn á. Đấy, nó có ấn tượng của nghệ nhân như thế này. Chúng ta vẫn còn thấy là cái vết tạo hình của nghệ nhân nè, trên cái sản phẩm nè, rất là độc đáo. Ở ngoài nó cũ kỹ hơn chứ ở trong video. Tượng này cao 10, nó dài 10, rộng 5, mã sản phẩm là H21, giá 200k. Nó tạo hình chiến mã, ngựa có yên. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tượng cú mèo rất là dễ thương. Tượng này chất liệu nó là sứ, ngoài cái tác dụng trang trí đó thì nó dùng để bỏ ống đó. Ở miền Nam gọi là bỏ ống, miền Bắc gọi là cái ống tiết kiệm, ống heo, còn này là ống cú mèo. Nhìn rất là dễ thương, chất liệu nó là sứ, nó được chế tác rất là tinh xảo, họa tiết nó được vẽ nè rất là tinh xảo. Chúng ta thấy hai cái chân cú mèo nè. Ở quan niệm của Nhật và phương Tây đó thì cú mèo nó tượng trưng cho sự may mắn, cho nên chúng ta thấy thường những cái tượng cú mèo hay là những cái họa tiết cú mèo trên gốm Nhật rất là nhiều, rất là đẹp. Chúng ta thấy tạo hình rất là dễ thương, cái này chúng ta dành cho những cái bé hay là những cái bạn nữ đó rất là thích. Tượng này cao 11.5, dài 11.5, gần 12 à, rộng 10.5. Tượng này bên ngoài nó to nha các anh chị, do nó mình đo cái kích thước thì nó do cái cũng khó lắm. Cái dòng thân của nó là 29, mã sản phẩm là H22, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chậu gốm. Một cái chậu gốm rất là to, chậu này thực tế bên ngoài nó rất là to các anh chị, nó tạo hình thôi nhìn rất là độc đáo, phủ men rạng với màu men nhìn là rất là tinh tế. Đặc biệt là trên cái vành này nè, nó được mạ vàng, thấy trên cái vành này nó được mạ vàng rất là đẹp. Cái chậu này nó được chế tác hoàn toàn thủ công, có thể là không cần bằng xây đó. Ở đây chúng ta thấy toàn cái vết xù xì tạo hình của tác giả nè, cái kiểu men nhìn rất là độc. Ở đây chúng ta thấy nè, nó được mạ vàng, cái vành này được mạ vàng, cốt dày cực nặng. Tôi thấy cái kiểu men nhìn rất là ấn tượng. Cái chậu này chúng ta trưng bày thả hoa, thả cá, hoặc là chúng ta dùng làm chậu bonsai thì rất là đẹp. Cốt dày cực nặng. Chậu này cao 9, dài 33 năm, rộng 28, mã sản phẩm là H23, giá 300k. Phiên bán hàng của ngày 16 tháng 7 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.